Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Nguyễn Hải Bình, sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội. Hôm nay tôi cùng được vinh dự ở đây đại diện cho nhà trường tham dự cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020. Tuy nhiên, trước khi đưa ra một đề án nhằm nâng cao hứng thú đọc sách của người Việt Nam, tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện. Khi tôi còn là một nam sinh học cấp 2, tôi đã từng là một học sinh với những thành tích phải nói là bất hảo trong nhà trường. Trốn học, bật tường rào, tất cả mọi thứ dường như là quá đơn giản với tôi. Tuy nhiên, cho đến một ngày, tôi phải lòng một cô bé trái ngược với tôi, một người phải nói chưa bao giờ có hứng thú cho những con chữ. Cô bé ấy lại vô cùng thích đọc sách. Và cuốn sách mà cô bé đó vô cùng hứng thú đó chính là Những vụ án kỳ thú của Sherlock Holmes. Chính vì vậy, tôi đã mượn cuốn sách đó để được trải nghiệm về sở thích của một người hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn khác với tôi. Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn sách, khi chìm đắm vào những con chữ, những vụ án mà Sherlock Holmes đã giải quyết, những cách mà ông tìm ra hung thủ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hứng thú của việc đọc sách. Cuốn sách Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes thực sự đã cho tôi thấy những khía cạnh vô cùng khác, những điều mà không một nhà trường nào có thể dạy được. Đó chính là tư duy lập luận, khả năng quan sát và những thứ mà lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm. Chính vì lẽ đó, kể từ đó, trong tôi luôn hào hứng được đọc những quyển sách về viễn tưởng và trinh thám. Tôi luôn tìm hiểu những cuốn sách như vậy. Và Sherlock Holmes cũng chính là cuốn sách đầu tiên dẫn tôi đến con đường đó. Nhiều năm sau đó, khi tôi đang học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, tôi có một công việc làm thêm nho nhỏ tại một quán cà phê tại quê của tôi, đó chính là thành phố Hạ Long. Ở đây tôi bắt gặp một phiên bản khác của cuốn truyện, đó chính là Công việc cuối cùng của Sherlock Holmes. Cuốn sách này nói về phần còn lại của câu chuyện còn đang dang dở, rằng cái kết của Sherlock Holmes, hay nhiều người nghĩ rằng như vậy, sẽ là như thế nào. Lần này khi đọc cuốn sách, nó không cho tôi những thứ mà tôi từng thấy. Một khía cạnh hoàn toàn khác của câu chuyện đã được kể ra. Đó chính là khả năng vận dụng ngôn từ một cách vô cùng hoàn hảo của tác giả Arthur Conan. Và thật may mắn, sau rất nhiều duyên nợ của tôi với thể loại trinh thám, phiêu lưu, với những gì mà cuốn sách đã dạy tôi về khả năng lập luận, diễn thuyết, quan sát, tôi đã đỗ được vào một ngôi trường đại học có thể nói là vô cùng phù hợp với những gì tôi đã học được từ cuốn sách đó. Đó chính là trường Đại học Luật Hà Nội. Năm nay tôi đã là một sinh viên năm thứ 3. Tôi đã tham gia rất nhiều những hội chợ sách. Và một trong số đó, khi đang tham dự, tôi có bắt gặp một bộ sách có tên là Thám tử Sherlock Holmes. Lúc này tôi mới biết hai phiên bản mà tôi đọc chỉ là một phần cắt gọn của một bộ sách gồm 3 cuốn có tên là Thám tử Sherlock Holmes. Chính vì vậy, ngay vào thời điểm đó, tôi đã không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền kha khá để sở hữu bộ sách này. Lúc này, sau 3 năm theo học ở trường Đại học Luật Hà Nội, tôi đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về vị thám tử ở phố Baker. Lúc này với tôi, ông không còn là một người chỉ biết quan sát, lập luận. Ông còn là một người vô cùng thấu đáo về mặt pháp luật Anh lúc bấy giờ. Một thứ mà tôi vô cùng hứng thú. Hơn thế nữa, ông còn thể hiện cho tôi một lòng trắc ẩn vô cùng to lớn khi với mỗi câu chuyện, mỗi tên tội phạm mà ông tìm ra, ông đều cho chúng một con đường để hoàn lương. Đằng sau mỗi câu chuyện, vị tác giả Conan cũng đã cho chúng ta thấy rằng không phải ai cũng sẽ phạm phải những tội ác nếu họ không rơi vào một con đường cùng cực. Chính vì lẽ đó, có thể nói Sherlock Holmes hay những cuốn sách về ông chính là những tác nhân đã đưa tôi đến với việc đọc sách. Vậy chúng ta phải chọn cuốn sách nào cho bản thân?
Với tôi, đó có thể là những cuốn sách luật, những cuốn sách mà tôi sử dụng hàng ngày cho công việc học tập. Ngoài ra, đó cũng có thể là những cuốn sách chuyên ngành, những cuốn sách self-help giúp bạn tốt hơn, những cuốn tiểu thuyết mà bạn có thể tìm thấy rất nhiều. Ngoài ra, còn có những bộ truyện kinh điển. Tuy nhiên, có một câu hỏi lớn mà chúng ta vẫn cần trả lời. Làm thế nào để chọn ra một cuốn sách tốt? Một cuốn sách có thể khơi dậy được niềm ham muốn đọc sách trong mỗi con người chúng ta. Như các bạn đã thấy, có vô vàn cuốn sách và có vô vàn cách thức để chúng ta đọc sách. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm cho mình được một cuốn sách phù hợp để khơi gợi lên những tiềm năng trong mình, những hào hứng để chúng ta tìm đến những quyển sách tiếp theo. Hay nói cách khác, không phải cuốn sách nào cũng khiến cho chúng ta có hứng thú trong việc đọc sách. Vậy làm cách nào để chúng ta đưa ra một giải pháp khiến cho những bạn trẻ tại Việt Nam, thậm chí là những thế hệ già, có hứng thú hơn với việc đọc sách? Vậy có giải pháp nào có thể thúc đẩy được ham thú đọc sách của người Việt Nam hay không? Câu trả lời là có. Đó chính là đề xuất thiết lập những thư viện mini trên khắp Việt Nam. Theo đề xuất của tôi, chúng ta sẽ thiết lập những thư viện mini theo hình dáng của một chiếc xích lô, từ đó có thể giúp tái chế và nâng cao ý thức của người dân. Hơn thế nữa, có thể đưa tới những ý tưởng vô cùng độc đáo tới bạn bè quốc tế. Ngoài ra, chúng ta sẽ thiết lập những trang web để review những cuốn sách tốt hơn, tuyệt hơn cho người đọc Việt Nam. Phần dự thi của mình cho cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc năm 2020. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho Trường Đại học Luật Hà Nội trong cuộc thi lần này. Xin cảm ơn.